cầm lúc này đó là rùa thông minh, còn ở bên phải đó là mèo tinh nghịch. Hôm nay chúng ta sẽ kết hợp hai nhân vật này lại với nhau. Các em hãy xem chúng ta sẽ có siêu robot gì nhé. Chú cá nhỏ chiến đấu vì công lý, biến hình. Vậy là cơ